ngày đều bước theo gương đàn anh, không hề được trường gian lao vì khó đang chờ đoàn ta hỡi thiếu sĩ quân. Ta đi lên vai trên vai cất vác buồn tiếng cười, ta xây dựng ngày mai muôn dân Nam ngóng chờ ta đó. Hôm nay đây ta xin nắng đến khi xa mái trường, mang tài năng ra giúp nước kiến thiết non sông nhà. Kính chào quý vị niên trưởng cựu chiến quân, kính chào quý vị cựu giáo sư, cựu cán bộ trường thiếu sinh quân, và thân chào toàn thể anh em cựu thiếu sinh quân khắp mọi nơi trên thế giới. Kính thưa quý anh em, hôm nay chúng tôi đang hiện diện tại nhà cựu thiếu sinh quân Nguyễn Thế Việt, miền Nam Cali. Chúng tôi xin cảm ơn anh Việt đã tổ chức buổi họp mặt ngày hôm nay, ngày thứ 6, ngày 28 tháng 10 năm 2016, để anh em cựu sinh quân có một buổi thảo luận cùng niên trưởng Nguyễn Văn Ưng. Tôi xin tự giới thiệu cá nhân tôi, cựu sinh quân Lê Tuấn, vào trường năm 61 và ra trường năm 67, đại diện cho ban biên tập Đặc Sang Nhân Chí Dũng, thực hiện video clip phỏng vấn trực tiếp đại niên trưởng là cựu sinh quân đại tá Nguyễn Văn Ưng, chỉ huy trưởng trường thiếu sinh quân Vũng Tàu. Phần phỏng vấn này ngày hôm nay còn mang thêm một ý nghĩa để vinh danh vị niên trưởng lão thành đã cống hiến cả cuộc đời cho thiếu sinh quân. Anh Ưng chính là một cấp chỉ huy liêm khiết, năng động, yêu thương đàn em và luôn luôn nâng cao truyền thống trong tinh thần thiếu sinh quân bất diệt. Và trước hết em xin trân trọng kính chào đại niên trưởng Nguyễn Văn Ưng. Kính chào anh. Và xin anh tự giới thiệu đôi chút về cá nhân mình, như là tuổi tác, quê quán. Và hình như em được biết thì chính anh là vào trường thiếu sinh quân Thủ Đồng 1, và lúc đó trường thiếu sinh quân Thủ Đồng 1 chỉ có khoảng 97 thiếu sinh quân. Vậy thì từ năm nào và anh ra trường năm nào, anh cho biết một vài chi tiết về đó. Anh vô trường thiếu sinh quân ở Thủ Dầu Một vào năm 1930, giờ học ở đó cho đến 1936 thì ra trường. Nhưng mà trong khoảng thời gian đó trường nó bị di chuyển về Vũng Tàu, nên tất cả thiếu quân cũng cùng di chuyển về Vũng Tàu đó, vào khoảng năm 1932-33, không nhớ rõ. Thì ngày ra trường của tôi là ở Vũng Tàu 1936. Như vậy là anh ra trường từ thiếu sinh quân Thủ Đồng 1 từ năm 1936, và anh vẫn liên tiếp suốt trong đó phục vụ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa qua nhiều chức vụ khác nhau. Phải không? Xin anh cho biết một vài cái đơn vị đầu tiên mà anh đã trải qua. Đơn vị đầu tiên của anh á, người ra trường 1936 thì lúc đó còn có quân đội Pháp, vào khoảng 39-40 thì Pháp đã bị mất Đức chiếm, nên trường thiếu sinh quân không có liên hệ gì với bên Pháp nữa, nên trường thiếu sinh quân thiết lập ngay tại Vũng Tàu ở các chê Bê-đi-ê ở Bình Định. Thì khi tôi ra trường rồi thì không có ở Vũng Tàu nữa, tôi đi lên trên Sài Gòn ở dưới một cái đơn vị của Pháp. Thì thiếu sinh quân ai cũng vậy, phải ra trường phải đầu quân là 5 năm, tình nguyện 5 năm ở một cái đơn vị của Pháp. Thì lúc đó thì Pháp nó đang trong cái thời kỳ mà đệ nhị thế chiến 39-45, tôi phải đi theo cái đơn vị của Pháp ra tuốt ở ngoài Thanh Hóa 1935
30 là vào khoảng 38, 39 gì đó. Thì đi một vòng từ Thanh Hóa, chính tôi cũng đi theo của Pháp lên Nam Định, lên Hà Nội. Thì qua tới 1940 thì Nhật Bản với Pháp cứ ký hòa ước, chúng tôi anh phải trở về Sài Gòn cùng một đơn vị của Pháp. Khi tôi trở anh trở về đơn vị của Pháp về Sài Gòn lại không được nghỉ ngơi, tiếp tục đi theo một đơn vị Pháp nữa lên chiến đấu ở trên Nam Giang, ở kêu bằng Campuchia. Thì lúc đó là Thái Lan đòi chia đôi đất nước Campuchia ra làm đôi. Nên anh phải đứng đó chiến đấu ở biên giới của Campuchia và Thái Lan trong một vòng 6 tháng nữa. Rồi khi nó ký hòa ước, hòa chiến với nhau rồi thì tôi trở về Sài Gòn. Dạ, cảm ơn Liên trưởng đã chia sẻ một thời gian ngắn gọn trong thời gian cuộc đời binh nghiệp của mình. Và theo câu hỏi kế tiếp là trường Thiết Huân Vũng Tàu đã trải qua theo thứ tự thời gian của nhiều cấp chỉ huy khác nhau, như Thiếu tá Phan Như Hiên, Thiếu tá Nguyễn Văn Bích, Thiếu tá Nguyễn Lũy, Đại tá Huỳnh Văn Tư, Trung tá Nguyễn Văn Kiên, Đại tá Nguyễn Văn Đơn, Đại tá Hồ Nhật Khoa, và vị chỉ huy cuối cùng là Trung tá Ngô Văn Doanh. Vào năm 1966, sau những cơn sóng gió của trường Thiếu Sinh Quân di chuyển ra trường Trường Tinh, rồi xảy ra nhiều vụ tranh đấu xuống đường đòi dọn trở lại trường cũ ở tại Vũng Tàu, thì Bộ Tổng Tham mưu lúc đó đã hỏi ý kiến cựu Thiếu Sinh Quân là Trung tướng Nguyễn Văn Là. Thì anh Là đã cho biết trên thế giới này không có một trường nào mà cựu học sinh lại quan tâm đến trường cũ, đến đàn em bằng trường Thiếu Sinh Quân. Trường Thiếu Sinh Quân hiện số Thiếu Sinh Quân trong quân đội khá đông, thế mà gần đây trường Thiếu Sinh Quân gặp phải nhiều phiền phái, nhiều lôi thôi, vậy nên phải tìm một sĩ quan cựu Thiếu Sinh Quân đưa về thì mọi sự sẽ tốt đẹp. Và từ đó Bộ Tổng Tham mưu tìm ra ngay Trung tá Nguyễn Văn Ngân là anh. Trung tá Nguyễn Văn được đề cử trở về trường Thiếu Sinh Quân và nắm giữ chỉ huy trưởng trường Thiếu Sinh Quân Vũng Tàu. Vậy xin anh cho biết thêm về chi tiết này, khi đó anh đang ở đơn vị nào và trở về làm chỉ huy trưởng trường Thiếu Sinh Quân. Xin anh phát biểu. Khi mà trường Thiếu Sinh Quân có một lúc lộn xộn, trong đúng đó thời kỳ của Nguyễn Hữu Có làm Bộ trưởng Quốc phòng, thì tôi đang ở Bộ Chỉ huy 4 Tiếp Dận làm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy 4 Tiếp Dận Cần Thơ. Thì tôi có cái dịp cũng liên lạc được với ông Có, Nguyễn Hữu Có là Bộ trưởng Quốc phòng. Bộ trưởng Quốc phòng đó thì của Việt Nam, trong Chính phủ Việt Nam. Nói thôi, bây giờ trường nó hơi lộn xộn một chút, anh trường đó thì phải có một người sĩ quan của cựu Thiếu Sinh Quân về giữ chức vụ ở trường đó, thì mai ra nó có thể là yên ấm. Thì ông Nguyễn Hữu có đề cử tôi về trường Thiếu Sinh Quân vào năm 1966. Rồi kể từ đó không còn vấn đề lộn xộn nữa. Tôi ở đó được 6 năm, qua 92, qua 72 thì tôi mới rời khỏi trường. Trước khi anh rời khỏi trường, anh đã lên cấp đại tá. Trước khi rời khỏi trường lên cấp đại tá. Dạ. Thì ngày hôm qua khi mà ngồi trên xe từ nhà anh Việt về nhà của anh ở đây gần đây, thì anh có nhắc đến cái ba cái cột cờ thật lớn mà nằm tại cái góc phải, như là quý vị nhìn thấy ở trên cái màn hình này. Ngay góc, nếu mà đứng nhìn thẳng về tiểu đoàn thì nó nằm bên trái. Ba cột cờ đó là từ đâu và nguyên nhân tại sao mà nó có ba cột cờ đó? Thì anh cho biết vài chi tiết về vấn đề này.
Lúc tôi về trường Thiên Quân, tôi cũng nghĩ nên làm có một cái tôi thấy trước rồi, chưa bao giờ có một cái cột cờ này xứng đáng cho cái trường Tứ Xuyên Quân. Như là có nhưng mà nó lạc vặt nhỏ, không có xứng đáng. Mà trường Tứ Xuyên Quân của chúng ta là một trường của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tất cả cái trường Tứ Xuyên Quân đó là 1.500 em Tứ Xuyên Quân, chứ không phải số rất là đông, rất là đông. Lúc mà giờ thể thao, giờ tập thể dục này thì nó là 4 cái tiểu đoàn, mỗi một tiểu đoàn là 250 đứa, lại nữa gần 5 tiểu đoàn thì nó hơn một trung đoàn. Nhưng mà các em đó đứa nào cũng phải biết tập vấn đề mình Tây Công Đô. À, Tây Công Đô là quan trọng, là vô địch của Việt Nam ở lúc thời kỳ của tôi là chỉ huy trưởng trường Tiên Quân, vũ địch về Thái Công Đô, là Thái Cực Đạo đấy. À, Thái Cực Đạo đã. Thì cái trường đó đứa nào cũng phải học, chứ không có nói chuyện mà không học, phải học Thái Công Đô. Đó là cái ý chí của cái tôi quyết tâm để cho Thiên Quân mới là vững mạnh, có đủ sức để mà đương đầu với trong cái thời đó, là cũng như là thời chiến mình chống cộng. Đà. Thì được biết chính anh là tác giả phù hiệu Nhân Thế Dũng, một thanh kiếm bạc trên nền trời xanh và mũi kiếm chỉ vào 3 ngôi sao. 3 ngôi sao đó tượng trưng cho 3 miền đất nước Bắc Trung Nam, và giữa thanh kiếm là 3 chữ Nhân Chí Dũng. Nhân có nghĩa là đạo làm người theo thế vương đạo, chí là sự thông minh sáng suốt, biết xét đoán người và xét đoán việc làm, dũng là lòng can đảm và sự can trường không khuất phục trước bạo tàn. Vậy Nhân Chí Dũng chính là tinh thần của một con người vương đạo và một chính nhân quân tử, và đó chính là tinh thần của Thiếu Sinh Quân. Vậy xin anh cho biết thêm về phù hiệu Nhân Chí Dũng do đâu mà có, và vì lý do anh đã sáng tạo ra phù hiệu Nhân Chí Dũng? Trong cái thời kỳ mà đệ nhị Cộng Hòa, Tổng thống Thiệu có tổ chức mỗi đơn vị phải có một cái biểu tượng cho cái đơn vị đó. Thì lúc đó thì tôi là chỉ huy trưởng trường Riêng Quân, phải tìm ra để làm một cái biểu hiệu, cái triệu tượng của trường Thiên Quân. Nó cũng hơi khó vì cái Thiên Quân thì nó đã kêu bằng Thiếu Sinh Quân, nó đã nhỏ, lớn thì nó không lớn. Bây giờ về mấy binh chủng theo các đàn anh thì cái phù hiệu của mấy binh chủng khác là con cọp, con voi, pháo binh, nó triều tượng, nó to tát. Còn Thiên Quân mình nói là chữ Thiếu Sinh Quân, nó là nhỏ mà lại là quân đội, mình là con của lính. Giờ mình dùng cái gì để mà triều tượng, để mà thay thế cái dạ đúng rồi. À, tôi mới nghĩ ra chính cái phù hiệu này là tôi, tác giả là của tôi. Giờ súng ống thì nhỏ mà làm sao mình cầm được, lớn quá. Giờ chỉ có cái là học, mà học thì vấn đề mà văn hóa thì mình cũng còn đang học, lấy cái gì để mà mình tượng trưng. Nên giờ có cái kiếm để mà cái là vừa học vừa tự vệ, để cho mình trưởng thành một người như là bình thường. Này thì lấy những như cái đó là người nhân. Dạ. Nhân. Giờ mình làm người rồi thì mình phải khôn khéo chứ. Đâu có phải là còn càng ngày. Thiên Quân okay. Lúc vô có 13, 14 tuổi. 18 tuổi mình mới ra trường.
Thì cái thời gian đó là vừa phải dạy học mà mình cũng phải vừa, ý nghĩ của tôi cũng phải tham gia vấn đề chiến đấu. Bởi vì trong lúc đó, cái thời kỳ đó là cái thời kỳ chiến đấu giữa Nam và Bắc phân ranh rồi. Nên mình phải chiến đấu chứ không phải là mình học công được. Yeah, đúng. Mình phải chiến đấu như người ta. Mình mỗi trường, trên chiến trường cũng phải vậy thôi. Nên mình có cái lấy cái gươm là tượng trưng cho tinh thần thiếu sĩ quân. Mình không phải là võ sĩ, mình không phải là thiếu sĩ quân, không phải học công. Là cái gươm là tượng trưng thiếu sĩ quân là hiện nhất, vừa học vừa bảo vệ cho trường thiếu sĩ quân. Vì lúc đó là thời chiến, bảo vệ đất nước, bảo vệ của mình, bản thân của mình và bảo vệ đất nước. Đó là cái kiếm của tượng trưng cho cái tinh thần của tướng quân. Tại sao cái mũi kim này, cái mũi này á, mũi kim nó chỉ một cái ngôi sao, nói cho rõ ngôi sao là cái ngôi sao bầu trời vũ trụ, chỉ có một ngôi sao bắt đầu thôi. Ai cũng phải nhắm cái sao đó, con sao đó để mà đi cho khỏi bị lạc hướng. Dầu chúng ta ở trong rừng, dưới sông, dưới biển, trên trời, góc biển nào cũng vậy, ai cũng phải ngó cái ngôi sao bắt đầu định hướng. Bởi vì trước cái này, trước cái tờ Nhân Chí Dũng này, nó có một cái tờ bắt đầu rồi. Cái này là qua cái sau mấy cái khóa sau. Cái mũi tên, mũi tên nó chỉ ngay cái ngôi sao. Cái ý kiến của tôi á là bắt diệt, bắt là bắt, thì kiếm cái mũi tên này là chỉ ngay mấy thằng, mấy người mà cái đời đó là cái đời mà kêu mà cộng sản, mình kêu là cộng sản, cộng sản là Hồ Chí Minh, mà là bắt đây là bắt đầu, mà là bắt kỳ đấy, bắt tiến luôn, bắt tiến, bắt hải mày vô, mày bắt vô thì gặp cái mũi nhọn của trường Thủy Dương Quân rồi. Mà anh cũng có cái nghĩ là nhớ lại cái trường Thủy Dương Quân của mình á, là cái đơn vị mà chiến đấu cuối cùng của cái chế độ, sau ngày 30 tháng 4 cuối cùng vẫn còn tới 4 giờ chiều cũng vẫn còn đánh. Sau cái ông Dương Nhân Minh kêu đầu hàng, Thủy Dương Quân không có đầu hàng. Vẫn còn đánh tới 4 giờ chiều. Và trước mà, khi mà chấp nhận đầu hàng phải làm buổi lễ chào này, chào cờ, hạ cờ, rồi là cái tinh thần của Thiếu Nhân Quân. Là cái ngọn kiếm này nó nguy hiểm, mình phải nghĩa là ngoài bắt vô thì nó đụng cái mũi nhọn rồi, là của trường Thiếu Nhân Quân rồi. Mà cũng là cái đơn vị cuối cùng là mình tác đánh với cộng sản. Bây giờ xin phép Liên trưởng, là vì trước khi tôi đặt câu hỏi này với Liên trưởng, tôi đã qua các phỏng vấn Liên trưởng ở bên ngoài này rồi, thì chính anh đại tá Nguyễn Văn Hưng đã cho biết rằng lý do tại sao phải thay đổi từ phù hiệu Thiếu Sinh Quân trở thành một cái phù hiệu Nhân Chí Dũng là vì khi mà cuộc cách mạng lật đổ Ngô Đình Diệm là thay thế vào là Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu bước lên thành lập một nền đệ nhị cộng hòa, thì chính Nguyễn Văn Thiệu đã ra lệnh cho toàn thể quân đội phải thay đổi toàn bộ những cái phù hiệu của quân chủng, binh chủng, để thay đổi toàn bộ từ cái slogan xóa đi cái nền đệ nhất cộng hòa để đưa thành lập một cái nền đệ nhị cộng hòa. Đó là lý do mà yêu cầu của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu bắt buộc Trường Chiến Quân phải thay đổi cái phù hiệu cũ của thời đệ nhất cộng hòa để trở thành Nhân Chí Dũng. Đó chính là lệnh của Tổng thống và lệnh của Bộ Tổng tham mưu. Do đó phù hiệu Nhân Chí Dũng không có phải là một cái phù hiệu tầm thường, nó vẫn là theo đúng quân cách, quân kỷ của quân đội. Vậy thì bây giờ xin anh cho, qua cái đại hội cựu chiến quân 20 vừa qua đó, thì đã tổ chức tại Bắc Cali, thì tất cả anh em cựu chiến quân đều biết về cái nguyện vọng của anh,
là thực hiện một quyển đặc san nhân dĩ dũng cho thật đẹp và thật ý nghĩa. Chính lý do này nên ban biên tập nhân dĩ dũng đã quyết định dành nhiều trang để viết về anh. Vậy xin anh cho biết phải làm gì thêm để bảo tồn cái tiếng nói chung của anh em qua cái quyển đặc san nhân dĩ dũng, xin anh phát biểu. Anh thì anh nghĩ thế này, cái phù hiệu này là cái phù hiệu của chế độ đệ nhị cộng hòa. Đó, đúng như vậy. Một chế độ chứ không phải là mình nói tầm thường được. Mình sáng tạo. Mình sáng tạo, mình làm ra được. Bởi vì cái này là một chế độ đệ nhị cộng hòa. Mình phải giữ cái chế độ của cái thời kỳ đó. Mình không thay đổi được. Trong lúc có một vài anh em, nghĩa là họ, anh em nghĩ chưa tới cái vấn đề mà tương lai đất nước hay là chuyện đã qua rồi, họ muốn, anh em muốn đổi, nhưng mà tôi có một cái văn thư gửi cho cái tổng tham mưu, tổng cựu thứ sinh quân ở San Jose, không nên thay đổi, mình vẫn giữ cái đệ nhị cộng hòa. Lý do cái đệ nhị cộng hòa hiện tại bây giờ tất cả binh chủng hành chánh hay là quân đội cũng vẫn còn chiến đấu với đệ nhị cộng hòa, để giữ cái đệ nhị cộng hòa. Nếu mà mình có trở lại, mình cũng vẫn còn có đệ nhị cộng hòa. Yeah. Không bao giờ chết được. Như anh nói, như nhiều người thường nói, chúng ta là những người lính chưa hề giải ngũ. Chưa có giải ngũ. Chưa hề giải ngũ. Chúng ta còn cái nhiệm vụ. Thành ra chúng còn ta phải tranh đấu. Tiếp tục chiến đấu cho đến ngày cuối cùng. Cuối cùng. Chừng nào có một cái sự kiện nào xảy ra thì mình không thể biết được. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta phải vẫn giữ cái này cho tới cùng, vẫn cái đệ nhị cộng hòa. Hiện tại bây giờ đệ nhị cộng hòa vẫn còn chiến đấu, chưa có dứt nhiệm vụ. Bây giờ để kết thúc buổi phỏng vấn ngày hôm nay, xin anh có điều gì muốn nhắn nhủ thêm cho anh em cựu chiến quân ở khắp mọi nơi? Vì cái đoạn phim video này đó mà quý vị đang nhìn thấy đây đó, chính là những cái video clip sẽ được phổ biến rộng rãi trên YouTube cho toàn thể thế giới được nhìn thấy. Và tất cả anh em cựu chiến binh trên toàn thế giới đều biết được cái video YouTube này. Vậy thì anh có điều gì muốn nhắn nhủ với anh em? Tôi năm nay cũng là 98 tuổi rồi. Cuộc đời cũng gần chấm dứt. Tôi có một cái lời nhắn nhủ với các em thiếu sinh quân. Cái gì tốt mình phải giữ lấy. Giờ mình ở đệ nhị cộng hòa đã qua rồi, nhưng mà mình cũng vẫn giữ đệ nhị cộng hòa, vẫn tiếp tục tranh đấu. Vì thiếu sinh quân mình không bao giờ mất tiếng tất cả. Thiếu sinh quân mình nó đã có từ 100 mấy năm nay rồi, chứ có ý. Dạ đúng. Nếu mà tính từ thời Pháp thì nó trên 200 năm. Nó vẫn lâu lắm rồi. Thì cái trường thiếu sinh quân được thành lập bởi lệnh của Napoleon. Chưa có một cái trường nào mà lâu như là trường thiếu sinh quân. Mà anh em vẫn còn lưu luyến, nghĩa là từ lớn tới nhỏ tới bây giờ. Cũng vẫn còn cái trào lưu mà tinh thần của thiếu sinh quân. Nghĩa là mình lưu luyến với nhau. Vì mỗi anh em thiếu sinh quân của mình á, mỗi một cựu thiên quân của mình ở trời nhất phải 3 năm là 4 năm sát cánh với nhau, kể như từ nhỏ cho tới lớn. Chưa có một cái trường nào nghe là lâu như của mình. Mà cái binh chủng cũng vậy, nó nói về quân đội thì binh chủng, nghĩa là có chưa có binh chủng nào qua cái trường thiên quân này nổi hết. Bây giờ nó đã lâu rồi, nhưng mà anh cái tinh thần thiên quân không bao giờ chết. Đúng như vậy. Và trước khi dứt lời thì xin kính chúc niên trưởng cựu thiếu quân đại tá Nguyễn Văn Linh thật dồi dào sức khỏe và tâm hồn thật bình an. Anh vẫn là cây đại thụ tỏa bóng mát trong tinh thần thiếu sinh quân bất diệt. Và xin kính chào anh. Dạ. Yeah. Cảm ơn. Dạ. Xin kính chào quý vị đã theo dõi cái video clip ngày hôm nay. Và kính chúc mọi người bình an trong mọi ngày. Cảm ơn quý vị. Behind the scene chính là những gì ở phía sau phòng thâu hình, và cũng để giải thích thêm những thiếu sót khi thực hiện phỏng vấn. Trong lúc tôi đang thực hiện phỏng vấn, niên trưởng Nguyễn Văn Ưng
đôi lúc quý vị nghe có những âm thanh xen vào. Đó là những lời bàn thêm của anh em ngồi dự thính. Và đôi khi cửa phòng mở ra đóng vào, làm cho ánh sáng thay đổi và tạo ra tiếng động. Vì đây là phòng thâu dã chiến do tôi mang theo từ miền Bắc xuống miền Nam Cali và set up tạm thời tại nhà cựu chiến quân Nguyễn Thế Việt. Do đó phải chấp nhận những lỗi về kỹ thuật. Tôi xin nói thêm về ý nghĩa về ba cột cờ mà anh Ưng chưa giải thích rõ trong đoạn phỏng vấn. Trước khi phỏng vấn, tôi đã thưa chuyện cùng anh Ưng và anh cho biết ba cột cờ này là do một tay anh đứng ra. Nhờ anh em bên quân vận, họ có xe cần cẩu rồi xe ben loại lớn giúp đỡ. Vì thật ra, ba cây cột cờ này chính là ba cây cột điện cao thế của Sở Điện lực Vũng Tàu đang thi công đường dây điện cao thế. Anh đã nhờ bên quân vận đến lấy lén lút câu ba cột điện nặng hàng tấn này đem về trường. Và anh đã cho xây dựng kỳ đài thật lớn để dựng ba cột cờ này, mà đỉnh cột cờ còn cao hơn tòa nhà tiểu đoàn 1. Ý nghĩa của ba cột cờ đó là tượng trưng cho ba miền đất nước Bắc Trung Nam, và cũng mang thêm một ý nghĩa khác nữa, đó chính là nhân trí dũng. Đường vào nhà của niên trưởng Nguyễn Văn Đăng. Nhà bên nào? Bên đây nè. Làm video cho bà. Nhân nào? Đây, ba ngồi trong đây đi, nó còn phỏng vấn cho sơ cái mà này đây. Đó chứ, phỏng vấn thì từ từ đi. Đây, yên chí đi, để nó còn bây giờ đi hết tóc. Bây giờ đi hết tóc để chuẩn bị cho ngày mai phỏng vấn. Trời hơi mưa đó. Không phải ngẫu nhiên mà tôi thực hiện đoạn video clip này. Để hôm nay mở đầu bằng đoạn video clip phỏng vấn niên trưởng cựu thiết quân Đại tá Nguyễn Văn Ưng. Bởi vì tuổi tác của anh Ưng đã gần chạm đích 100 năm tuổi hạc. Chính niên trưởng đã tâm sự, anh nói còn một tháng nữa là anh đã 99 tuổi Tây. Và nếu tính theo tuổi ta là 100 tuổi. Nguyện ước của anh là mong muốn thực hiện một quyền đặc san nhân trí dũng. Chính điều này đã thúc đẩy tôi thực hiện đoạn video clip như anh em đang xem. Anh em cựu chiến quân, hãy cùng tôi ôn lại những kỷ niệm xa xưa về một thời tuổi trẻ đã qua. Một nỗi nhớ, một mái trường xưa, một con đường, một khu phố nhỏ, đong đầy bao kỷ niệm. Con người có tổ, có tông, như cây có cội, như sông có nguồn. Như tất cả những dòng nước trong đều bắt nguồn từ lòng đất. Như những dòng sông bắt nguồn từ những con suối nhỏ. Để từ đó, tất cả những dòng sông đều chảy ra biển cả và cùng hội nhập vào sự mênh mông của biển lớn bao la. Đó cũng là tâm nguyện của mọi người và đó cũng là tình tự của anh em thiếu sinh quân. Ta là đoàn thiếu sinh quân Việt Nam, học hành để đắp xây cho ngày mai. Em nguyện đồng lòng xây tương lai sáng, không làm hổ thẹn tiếng thiếu sinh quân. Việt Nam mai này đều bước theo gương đàn anh.
không hề lưu trường ta lao vì khó đang chờ đoàn ta hơi yếu sĩ quân ta đi lên vai trên vai cất vác buồn khi cười ta xây dựng ngày mai muôn dân Nam mong chờ ta đó hôm nay đây ta xin ngắn đến khi xa mái trường mang tay nắng ra giúp nước kiến thiết non sông nhà đoàn ta con người chiến sĩ quốc gia chiến sĩ quốc gia máu hồng hôm nay kết thúc ta đó máu hồng anh nhớ rằng đoàn quân vẫn chiến ngày mai huy hoàng đều trông ngóng nơi cho ta ta là đoàn yêu sinh quân Việt Nam học hành để ăn xây cho ngày mai em quyền động lòng xây tương lai xa. Đoạn phim này như một kỷ niệm dành riêng cho niên trưởng cựu thiên sinh quân đại tá Nguyễn Văn Ưng. Anh chính là cây đại thụ luôn tỏa bóng mát trong tinh thần thiếu sinh quân bất diệt. Kính chúc toàn thể quý anh em cựu thiên sinh quân vạn sự như ý và bình an trong mọi ngày. Cựu thiên sinh quân Lê Tuấn trân trọng kính chào.